Hậu vệ Ả Rập Xê Út tiết lộ bí kíp kèm chết cả Messi lẫn Ronaldo. Hậu vệ Alian Bulahi tuyên bố đã tìm ra bí kíp hóa giải cả Messi lẫn Ronaldo mà cầu thủ này từng áp dụng thành công. Messi và Ronaldo là những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới mà bất kỳ hậu vệ nào cũng e ngại. Mặc dù vậy, không ít cầu thủ tự tin có thể ngăn cản hai siêu sao hàng đầu này. Alian Bulahi chính là một trong số đó. Hậu vệ 34 tuổi hiện khoác áo Al Hilal và cũng là tuyển thủ Ả Rập Xê Út. Từng có dịp đối đầu cả Messi lẫn Ronaldo, Al Bulahi tiết lộ rằng bí kíp hóa giải hai siêu sao nằm ở việc khích tướng. Khi đối đầu với Ronaldo, tôi ghé sát tai anh ta nói rằng Messi mới là người giỏi hơn. Còn khi đối đầu Messi, tôi lại nói với Messi rằng Ronaldo mới là người xuất sắc hơn. Cả hai đều phát điên khi nghe tôi nói vậy. Và tất nhiên họ không còn giữ được tỉnh táo để chơi bóng, Al Bulahi chia sẻ với truyền thông Ả Rập Xê Út. Không biết chiêu trò của Al Bulahi có thực sự phát huy hiệu quả hay không, nhưng hậu vệ Ả Rập Xê Út có thể tự hào là một trong số ít cầu thủ đánh bại cả Ronaldo lẫn Messi. Cùng với đội tuyển Ả Rập Xê Út, Al Bulahi đã đánh bại Argentina của Messi tại vòng bảng World Cup 2022. Đó là chiến công hiển hách của Ả Rập Xê Út khi họ đã hạ gục đội bóng sau đó lên ngôi vô địch thế giới. Vào cuối năm 2023, Al Hilal của Al Bulahi đánh bại Al Nassr của Ronaldo với tỷ số 3-0 tại vòng 15 Saudi Pro League 2023/24. Ở trận đấu này, Al Bulahi liên tục có những hành động khiêu khích chọc giận ngôi sao người Bồ Đào Nha khiến Ronaldo chơi kém thấy rõ. Suốt 90 phút trên sân, Ronaldo chỉ có 3 cú sút về phía khung thành đối phương. Al Bulahi năm nay 34 tuổi, từng có 51 lần khoác áo đội tuyển Ả Rập Xê Út. Trung vệ nhiều mưu mẹo này khoác áo Al Hilal từ năm 2017 và đã chơi 126 trận. Theo trang thống kê Transfermarkt.com, Al Bulahi được định giá 400.000 euro.